Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là sáng ngày thứ bảy nha anh em. Em lên sóng vài món phụ tùng nữa nha. Anh em cần món nào cứ alo cho em nha. Số em là 0933 207 208. Rồi, đầu tiên là một cọng dây thắng nha. Ở dây thắng có đầy đủ phụ kiện ha. Dây thắng này là anh em gắn đờ cao nha, cúp từ đát 93 đổ lên mới gắn được. Còn đối với những anh em mà 81, 86 muốn gắn thì anh em phải mài cái này cho nó nhỏ là nó mới chui vô được cái khe của ngay cái má đùm trước. Đó. Dây thắng rin nha. Hay chữ nghĩa là đầy đủ hết. 150 thôi ha. Anh em mua dây thắng chợ thì thắng vài bữa nó cũng hư rồi, này mua để dành cũng được. Rồi một cây chống nghiêng. Đó, chống nghiêng này thì xài cúp đèn vuông, đèn tròn đều xài được nha. Có luôn cái lò xo 7 màu ha. Si rin nha, lò xo này si rin chứ không phải si lợn nha. Cao su rin nè. Đó, con ốc đây đẹp nè. Đế là còn dày cui luôn ha. Cái chống này em bán là 400. Tại nhiều chiếc xe anh em á, chống biết nó mòn lủng cái đế luôn. À, mình mua cái này về mình thay thì nó đỡ đỡ hơn là mua nguyên cây nha, 400. Nó mua về cây hai vô thôi, chứ mua nguyên cây thì 600 mà nó cũng hơi phí, trong khi xe mình thì cái cây kia nó không hư, nó chỉ có mòn cái này hoặc là nó hư cao su. Cao su này anh em mua lẻ hoài nó cũng 150 rồi nha. Cao su rin đó nha, còn cao su lô rồi có mấy chục ngàn. Nhưng mà cao su lô thì nó rất là cứng, nó không có mềm được. Ở 400 nha, luôn cái lò xo nè. Rồi một cái mặt nạ xuất sắc nha. Mặt nạ này thì dành cho những anh em khó tính ha. Đó, mặt nạ này là hoàn hảo á. Mặt nạ này em bán là 1,4 triệu. 86 nha, 86 đời cao. Cái này là xuất sắc nha anh em. Cái này thì cái anh em mà khó tính á thì mình mua đồ á, mình mua mấy cái đồ mà dạng mà hoàn hảo xuất sắc là mình chơi mấy cái này ha, nó không có lỗi lầm gì hết luôn, gần như mới luôn nha ha. Logo nè cực kỳ đẹp ha, cái mặt nạ cũng đẹp luôn, không răng không dấu vết gì hết, con ốc cũng đẹp nè, đó cái bát cũng đẹp luôn, nói chung là đẹp hoàn hảo nha anh em. Giá giá cao thì nó đồ nó phải hoàn hảo chứ giá cao mà không hoàn hảo cũng không được ha, đó anh em thấy không? 1,4 triệu nha, mặt nạ 86. Rồi một cái cặp bát thắng Sirin đẹp, cặp này hiện bán là 400 ha. Sirin bao đẹp 400 nha, cặp này. Cái này thì xài cúp. Cúp xe nào cũng xài được nha, ốc mà, ốc tán là đẹp hết. Đó, chảy ke ha, 400. Rồi một cái bình xăng con hàng custom 50. Đó, bình này thì bán là 1,2 triệu. Bình này là bao chuẩn hết nha, không lỗi lầm. Nói chung bán bình xăng là phải bao chuẩn hết cho anh em nha. Chứ mình bán bình xăng mà mua mắc tiền mà về gắn không được thì nó rất là bực mình ha. Nói chung là bao hết. Nếu mà có lỗi lầm thì cứ trả lại, trả tiền lại anh em. Khỏi nên cho anh em là mua là khỏi bận tâm, mua về ráp lên là lụm thôi. Bình 50 nha. Custom 50. 1,2 triệu. Rồi một cái yên 86 đời cao nha. Cái này thì đời 93 đổ lên. Da trơn đó, da rin đẹp hết, không lỗi lầm ha, chữ nghĩa là cũng còn ok, đế là cũng còn rất là đẹp ha. Cái này em bán là 1 triệu thôi, anh em về gắn cái bát vô là xài thôi nha, 1 triệu đó, bao da không lỗi nha anh em, da đẹp hết không có lỗi gì hết. Ở đây nó cũng có trầy tí xíu nhưng mà nó chưa lủng ha. Ở này cũng diện kiến cắn thôi, 1 triệu thôi. Rồi một cái sọ khỉ, sọ này thì bán cho anh em về lấy cái cao su nha. Cái này em bán là 80 ngàn thôi. Đó. Cái này thì cái cao su của Rin đó anh em, nó chưa có bị chai nên mình mua về mình thay vô rất là tiện. Tại vì cái cao su mà trong mấy xe Việt Nam là bao với anh em là nó chai hết. Còn cái này bán cái này chủ yếu cho anh em về lấy cái cao su bên trong, đó cái cao su này nè. Đó, với mấy con ốc thôi, có 80 ngàn nè, suy nghĩ gì nữa. Tại vì cao su xe Việt Nam là mấy cái này nè, nó chai ngắt hết là nó cứng hết, nó không còn cái độ mềm nữa. Nên khi mình chạy thì nó không có ngon. Đó, 80 ngàn nha. Rồi một cái pha đèn. Pha đèn này là cũng xuất sắc luôn. Cái này cũng gần như mới luôn nha. Cái này thì cũng dành cho anh em khó tính nè. Cái này em bán là 1 triệu. Đó, khó tính thì cứ chơi những cái món đồ này là dễ tính thôi. 1 triệu nha, gần như mới luôn. Cái này thì gắn cho những cái dòng cúp đèn tròn 93 đổ lên, đèn lồi là lụm hết anh nha anh em. Y như mới luôn. 1 triệu. Rồi một cây cây gánh của hàng cúp 50, cây này hiện bán là 300, đầy đủ ốc nha, ốc đầy đủ nè. Đó, 300 ha.
rất là đẹp. Rồi một cái Boe 50 không lỗi lầm, luôn Lữ Châu 300, giá quá rẻ luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Không bị gãy gì hết nha, đó. 300 Boe 50, bên trong có ruột luôn nha, chứ không phải là lấy ruột ra bán cái vỏ không. Rồi ba cái vỏ. Ở một cái này, cái đầu tiên là cái đun lớp. Đun lớp 225 nha, gắn bánh trước thôi. Cái này em bán là 300, đó, rất là đẹp ha. Có ruột luôn nha, đầy đủ ruột. 300, còn cái tiếp theo là cái IRC Thái Lan. Cái này cũng 300 luôn, vỏ cũng 225 luôn. Bao đẹp nha, này đó 300 ngàn là gắn vỏ trước, những cái dòng cúp 70 vô là hết bài ha. Cúp 70 hoặc là cúp 50 là lụm. Cái đun lớp thì nó cũng của Indo nha, còn cái IRC thì cũng của Thái Lan. Không, đồng giá là 300. Rồi một cái này không biết của hãng hãng nào nhưng mà là mắt đây. Mắt Indonesia nha anh em. Cái gì này là vỏ 250 nha. Vỏ 250, vỏ này thì nó gần như mới luôn. Đó, vỏ này em bán là 500. Anh em thấy gai nhìn thấy ghê. Này cho anh em mà xe mà độ độ á hoặc là quay. Quay anh em muốn vô cái này cũng nhìn cũng hay ha. Đó, gần như mới luôn nha. Nó gần như mới 100% luôn, 500 nha. Vỏ 250 nhìn quá ngầu luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha. Gần như mới 95% á. Vỏ 250 này nó có để tiếng Anh tùm lum hết mà không biết hiệu của hãng nào thôi. Đây, để nè, tiếng Anh hết nè. Vỏ này chắc vỏ nhập quá nha anh em. Đó, để tiếng Anh không ha. Mình cũng không rành, nó có hình con voi nữa nè. Đó, 500 nha, có luôn cái ruột. Rồi anh em cần món nào nữa cứ alo em nha.